Chào mừng quý vị, tôi là bác sĩ David Đặng. Trong khi video này, tôi sẽ nói về hai từ đề. từ đề thứ nhất là flu vaccination và khi nào chúng ta nên chích cái thuốc flu vaccine. từ đề thứ hai là những cái bệnh có thể xảy ra nếu mà chúng ta không có đủ cái lượng vitamin D. Tôi hy vọng quý vị sẽ học được thêm trong cái video này và nếu quý vị nào thích cái video này, xin quý vị nhấn cái nút subscribe và cái nút thông báo để cho quý vị có thêm video trong tương lai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hãy giữ sức khỏe và an toàn. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ David Đặng, chuyên qua về phong thấp và đau nhức. À, tôi rất là hạnh tới quý vị mỗi thứ tối, thứ tư để nói cho quý vị hiểu biết về mấy cái bệnh phong thấp, mấy cái bệnh đau nhức mấy cái bệnh chuyên khoa về rheumatology um, thì bữa nay mình sẽ bắt đầu uh, nói về um, cái vaccination là chích ngừa tại bây giờ cũng là cái tháng mà quý vị nên hỏi với bác sĩ gia đình quý vị về chích ngừa nhất là chích ngừa cái flu vaccination nhà chích ngừa cúm thì người ta thấy đó là mỗi um, Mỗi, mỗi, mỗi 12 phút, đó, một người lớn tuổi, cao niên bị chết bởi vì bị uh, flu, bị một cái cúm nặng, đúng không? Thì thường thường mấy cái flu nó làm cho mấy người cao niên trên 65 tuổi, 90% chết bởi vì cái flu uh, virus đó, là toàn là mấy người lớn tuổi, mấy người bị yếu đuối mấy người bị bệnh lại uh, cái là bệnh kinh niên giống như bệnh tiểu đường bệnh phong thấp bệnh yếu tim bệnh yếu thận thì rất là dễ bị cái bệnh flu và sau khi bệnh flu nó làm cho cái yếu sức và nó làm cho cái người bệnh nhân không có chống lại cái 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 con vi trùng flu và bị mất mạng nha thì đó là cái lời của mấy cái người bác sĩ khuyến khích là bác sĩ mấy bệnh nhân nào mà trên 65 tuổi nên chích ngừa uh, mỗi năm trong cái tháng từ tháng 9 tới tháng 1 tới tháng 2 nha. và là mấy người giống như là mấy người cộng, trong cộng đồng về uh, chăm sóc mấy người lớn tuổi đó giống như là mấy người uh, bác sĩ, mấy người nha sĩ, mấy người dược sĩ người ta cũng nên chích flu để cho người ta đừng có lây cái người bệnh nhân. Đúng không? Thì mới đây á người ta có một cái flu thuốc flu mới nhưng mà nó chưa có ra hội trường nó chưa có ra the public Tại vì mấy người lớn tuổi á, giống như mấy người mà tôi chỉ là mấy người bị phong thấp á, cái chất kháng thể của người ta nó bị nổi loạn, nó bị yếu. Thì chỉ có khi mình chích cái flu nó không có hiệu quả. Hình chi bây giờ nó có nó gọi là high dose flu vaccination. Thì thường thường cái flu vaccination á, là khoảng chừng 15 microgram per injection. Đúng không? Nhưng mà cái đợt bây giờ nó có cái high dose flu vaccination đó là 60 microgram nó dành cho mấy người lớn tuổi mấy người mà chất kháng thể bị yếu rồi á, thì người ta phải cần extra medication người ta phải cần thêm thuốc để cho người ta build up cái chất miễn nhiễm để cho người ta chống cái flu tại nó thấy mấy cái người này á, thường thường nếu người ta chích cái thuốc flu thường á có khi cái chất miễn nhiễm người ta không có đủ sức để chống hoặc mà bị lây đó, thì vì nó có cái flu mới tuy nhiên cái này nó chưa có qua hội trường hoàn toàn nó chỉ ít pharmacy nào có lắm nhưng mà có thể in tương lai trong tương lai này sẽ có nhiều pharmacy nó kê cái thuốc này thì cái thuốc này tương đối nó mắc hơn cái thuốc flu thường cái flu thường quý vị, cũng phải biết nếu mà quý vị chích ở mấy cái pharmacy hay ở um, bác sĩ gia đình đó, thì thường nó có chừng 15 tới 20 đồng nhưng mà cái flu mới này thì nó tới tới 60 đồng luôn quý vị nên nhớ cái flu này nó gấp 6 lần nha là tại cái lượng nó cũng gấp 6 lần cái thuốc flu thường mà thuốc flu thường mà nó dành cho mấy người mà bị yếu đuối, đó. cái này á, thì quý vị nên hỏi bác sĩ gia đình quý vị. Có khi bác sĩ gia đình quý vị chưa biết tới này là tại vì nó chưa có hội trường nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị biết là trong tương lai nó sẽ ra cái thuốc này, đúng không? Thứ hai nữa đó, là trong hai ngày trước tôi có lên chương uh, trình của bác sĩ Toản à, trên TV với, với bác sĩ Toản có gặp một bác sĩ tim thì lúc đó mình nói về cái vitamin D với cái calcium á, thì cái bác sĩ tim này nói là nếu mà mình nhiều cao nhiều vitamin D quá đó thì có khi nó làm mình đau tim hình như có mấy người thắc mắc tại người quý vị cũng đã biết rồi thiếu vitamin D á, là nó gây bớt là nhiều bệnh trong mấy cái bệnh đó là có thể bệnh võng xương thì quý vị cũng biết tại vì vitamin đi nó lấy cái chất calcium, nó bỏ vô cái xương mình nó làm cho cái xương mình chắc thì vì thiếu cái vitamin đi nó thiếu cái calcium trong cái xương nó làm cho mình bị võng xương đúng không mà quý vị có biết không là nếu vitamin đi thiếu gây ớt là nhiều bệnh khác nữa ngoài cái bệnh xương giống như là mấy cái bệnh uh, mất trí nhớ dementia có người bị về thần kinh Schizophrenia nó increase nó tăng cái tỷ lệ bị schizophrenia là bệnh bị, bị cái bệnh thần kinh. Thứ ba nữa có mấy người ta bị uh, erectile dysfunction đúng không? là sao? là nó nó làm cho trục chặt cái giao hợp hoặc là cái sinh lý của người đàn ông nha. Yeah. Uh, ngoài nữa thì nó tăng lên cái cái risk của bệnh cao máu, cái risk của bệnh tiểu đường và có khi nó làm cho mình bị buồn phiền hạn chế mấy người mà thiếu vitamin này mình đi nên uh, mấy người trong nhà bị đau nhức kinh niên mệt mỏi mà uh, đau nhức khớp xương đau nhức bắp thịt hay là bị buồn phiền hay là bị mấy cái triệu chứng mà tôi mới nói qua đó thì nhờ bác sĩ gia đình check cái chất vitamin này mình đi trong người của của của, của người bệnh nhân thì nếu mà thấy thiếu á thì cái này rất là dễ chỉ cần uống để cho lấy lại cái lấy lại cái số lượng đúng cái số lượng vitamin D. cái số lượng vitamin D bình thường là bao nhiêu từ ba chục tới 100 nha. Nhưng mà tại sao quý vị phải cần chắc? Là tại vì nếu mà quý vị đã đủ mà quý vị uống thêm có khi quý vị dư thì cái này có cái người bác sĩ về tim người ta có nói là nếu mà mình dư van này mình đi là nếu mình cao quá đó thì bị cái gì? Trước hết cái triệu chứng bị dư qua này mình đi thì làm cho quý vị hay bị giống như là buồn nôn, cái bị tiêu chảy, có khi bị mệt mỏi. Nhưng mà mấy cái đó là mấy cái triệu chứng không có nặng Tuy nhiên nếu quý vị dư quá nhiều thì nó làm cho cái absorption của cái calcium trong cái cái ruột già của mình trong cái ba tử mình nó tăng lên rất là nhiều. Có khi nó làm cho mình bị hypercalcemia là dư cái chất calcium thì nó sẽ làm cho bị tống chất vôi ở trong cái thận, có gì tống chất vôi trong mấy cái mạch máu và nó làm cho mình bị đau tim đó là lý do mà bác sĩ tìm nói là nếu mình dư cái van này mình đi có thể mình bị đau tim có khi mình bị arrhythmia là bị nổi lượng cái cái cái, cái nhịp tim của mình nó bị uh, bất thường nha đó là cái lý do mà cái bác sĩ và nói là nếu mình dư van này đi nhưng mà tôi thấy thường thường trong phòng mạch chúng tôi á, thì mấy người thiếu van này mình đi nhiều hơn mấy người dư là tại sao Việt Nam mình á đông mình không có ra ngoài nắng nhiều không có ăn mấy cái chất mà nhiều van này mình đi ồ nói về thuốc ăn á thì quý vị cũng đã biết rồi thuốc đồ ăn giống như là sữa, giống như là dairy product, giống như là cheese nó làm cho mình đủ cái chất vitamin D nhưng mà quý vị cũng nên nhớ là ăn mấy giống như là uh, cá, cá salmon, cá halibut, cá tuna cũng rất là nhiều mấy cái vitamin D nha yeah. chỉ không phải là dairy product không đâu mà ăn cá cũng có rất là nhiều vitamin D OK đó là nói về cái vitamin D